Chào mọi người nha. Hôm nay thứ bảy rồi mọi người. Cuối tuần này mình làm chặt cái bắp chuối làm món lương ấm bắp chuối nha mọi người. Cuối tuần chúc mọi người vui vẻ nha. Mời mọi người đi làm món lương ấm chuối với mình. Thì giờ ra vườn hái bộ xả mọi người. Cả nhà lá vườn mà. Mới hái chuối xong bây giờ ra vườn hái bộ xả. Có con mèo. Rồi, ok. Một cây là mình úp rồi đủ rồi. Này, lương này mọi người, để lương đồng nè mọi người. Mình rửa làm sạch các khúc khúc ra rồi mọi người. Bây giờ mình úp lương trước mọi người. Mình úp giờ úp lương nha mọi người. Ướp thì gia vị hành tiêu ớt tỏi đầy đủ nha mọi người. Xả cây mình cắt nó dập dập ra, đập nó dập dập ra nè, cắt ra cho vô. Tiêu. Đường. Đây mọi người, đây nghệ tươi nha mọi người. Đó, mình cho thêm nghệ tươi vô, úp nghệ tươi cho nó thơm nha mọi người. Nghệ tươi, nghệ cũ mình giả nghiến ra. Nè, các cái bắp chuối này ngâm với muối nha mọi người. Là cái trái đó. Cái trái này nó mới ngon nè mọi người. Xác được bắp chuối mọi người đó. Đây mình đang ngâm muối nha mọi người. Bắp chuối xác ra đang ngâm nước muối. Đây đang lột bắp chuối mọi người. Lột bắp chuối cho nó ra bớt cái nước chát mọi người. Cho lên xào lương trước mọi người. Xào cho nó chín trước rồi mình mới nấu với bắp chuối. Nói gì đi lận. Đúng rồi. Chuối mình nấu nó chín nó mềm rồi mọi người. Đây nè. Bây giờ cho lương vô nè, cho lương vô cái nồi bắp chuối luôn. Ừ.
nó này cho luôn nó cái chuối nó đều quá mọi người. Mình hầm thêm cỡ 10 phút nữa cho nó thấm đều. Chín rồi nha mọi người. Bây giờ để trên này cho nó nóng mình ăn từ từ. Một miếng này coi. Nè mọi người. Đó. Mọi người, đây, luôn nè. Mời mọi người nha. Chấm miếng mắm coi. Ôm. Chấm ra chưa luôn. Chuối. À, như cái nách luôn, trời ơi. Nó mua nó bỏ vô này. Nó ví dụ như thích ăn có cái nó bỏ vô sợ. Nhưng mà nó vàng cái này hồi nãy mình nó ghi mà cuối cùng mình